Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay mai chiếu thủy cho anh chị em mình. Thì ở clip đợt trước em có nói với anh em mình á là nguyên một cái lô này là 100 cây ha. Do giới hạn của clip nên clip ở đợt trước chỉ quay được có 70 mã số thôi. À, thì còn lại 30 mã số. À, và ở clip đợt trước thì quay 70 mã số thì đã bán được 60 mã số, thì còn thừa còn dư lại còn lại 10 mã số chưa có bán được ha. Thì hôm nay chủ vườn người ta đã cắt 10 cái mã số đó lại cho anh chị em mình rồi. Nhiều khi lúc trước bữa hổm chưa cắt thì nó để thùm lum như này, nhiều khi anh em mình sẽ không có sự lựa chọn, anh em mình về mình không biết cắt ha, nên nó còn lại 10 cây chưa cắt. Nên ở đây thì nhà vườn người ta đã cắt lại 10 cây đó ha, tổng số 70 cây ở đợt trước là bán đã bán 60 cây, thì còn lại 10 cây thì nhà vườn người ta đã cắt bỏ cái đó. Giờ ở đây là 30 cây mới. Đỡ clip đợt trước em có nói ha, 100 cây quay 70 còn lại 30 đó, thì hôm nay sẽ dồn lại hai đó lại luôn, là sẽ quay lại là 40 mã số ha, là gồm có 30 mã số chưa cắt và mười mấy mã cắt rồi ở đây. Thì anh em mình xem clip á, mình thích cái mã nào, cây nào thì anh em mình liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em. Mọi chi tiết liên quan đến clip luôn nha. Số máy á, anh em mình nên điện thoại trực tiếp gặp chủ vườn ha, để chủ vườn người ta nó hỏi anh em mình. Thấy dụ như anh em mình cần mua mã 10, mình điện vô hỏi liền coi mã 10 còn không, nếu mà còn thì nhà vườn người ta sẽ giao lưu với anh chị em mình. Còn ví dụ như anh em mà bình luận vô trong cái video á, anh em mình bình luận mã 5 còn không, mã 10 còn không đó, thì nhà vườn người ta sẽ không có thông báo trên YouTube và người ta sẽ không có vô trả lời cho anh em mình liền được nha. Nên mỗi chi tiết thì anh em mình sẽ điện thoại trực tiếp giùm em. Rồi anh em mình bắt đầu luôn ha. Giá bao nhiêu tiền một cây? Vẫn là giá là 350 ngàn cây. 350 ngàn một cây. Ba cây 900. 3 cây 900 bao ship. Cưng lấy thước dây cưng đo hoành 1-2 cây giống như ở clip trước mình luôn ha. Ở đây thì nó sẽ na ná giống như nhau, nên em sẽ mượn chủ vườn đo hoành 1-2 cây, bắt đầu mình lấy cái chai nước á, mình để kè bên để cho anh em mình coi cho nó ủa, thước dây ở nào ha. Hoành cũ của cũ cây này là 21 ha. Hoành eo trên đây là 15. Ở đây thì đa số nó sẽ trung bình như nhau thôi anh em. Cái cũ thì nó trung bình, nó có một số cây thì nó sẽ bè ra như thế này đây ha, nó bè cái chỗ này mình đo ra thì nó sẽ bự, nó to như thế này ha. Còn cái cây đó nó vẫn có, nhưng mà mình phải về mình cải đế ra nó mới lòi được cái cũ lên ha. Như cái cây này lắp lại thì nó cũng nằm ở khoảng trên đây là khoảng 20 mấy thôi ha. Đây. Rồi mình mà mã số 2 luôn, mã số 2 đo hết cái cũ luôn, đa số nó khoảng 3 mấy ha, 33. Đó, nhưng mà cái cây kia thì mình lắp thân lại vậy nè, lắp lại vậy thì nó chỉ có đó trên đây nó cũng khoảng 20 mấy thôi ha, còn có 40 cây nha anh em. Rồi mã số 2 ha. Ở đây thì nhà vườn người ta sẽ bán đồng giá cho anh chị em mình, là một cây á, là sẽ là 350 ngàn là bao ship cho anh chị em mình ha. Còn mà anh em mình lấy số lượng 3 cây thì nhà vườn người ta sẽ tính cho anh chị em mình đó là 900 ngàn 3 cây bao phí ship cho anh em ha. Rồi tiếp tục mã số 4. Ủa chưa quay mã số 3 cứng quay quăng thế. Đây mã số 3 ha. Cốt cành ở đây thì nhà vườn người ta đã cắt sẵn cho anh chị em mình như thế này hết rồi ha. Nu rất là đẹp. Cái lô này anh em mình mua cũng khá là nhiều á, tại vì cái bể nu của nó đẹp khó kiếm. Mã số 4. Là mã số 5. Mã số 5. Số 6. Nu đẹp ghê luôn nè, cái bài này nu đẹp. Đế cũng tương đối là có làm ha, khoảng 70%. Số 7. Số 8. Số 9. Đây nhà vườn người ta đã cắt theo cái ý của người ta ha, người ta cắt người ta cũng canh 1 2 3 phong cho anh em mình rồi. Số 10. Cái này đẹp ghê. Này đẹp. Cái này ra cây ha. 11. Bể nu này này thấy rất là đã ha. Cái lô này nu rất là đẹp. 12. 13. Rồi hết hàng cắt rồi. Chỉ có 13 cây cắt sẵn rồi ha. 13 cây cắt sẵn. Với anh em mình có nhu cầu á mà mượn nhà vườn người ta cắt 14. Thì người ta sẽ cắt luôn cho anh em mình. Ví dụ như anh em phái cây này mình cắt thì mình mượn chủ vườn cắt, nhưng mà cắt ra nó sẽ ra khác nha. Nhiều khi anh em mình cắt ra cái anh em mình nói sao cây đó mà cắt vậy nha, người ta cắt ra là nó phá bỏ hết ba cây này, ta chỉ lấy cái đùi chính thôi ha. Nè cái bệ nu của nó là nu rất là đẹp luôn. Ở trước chúng ta mượn cắt nhiều không? Tầm khoảng cỡ 5-6 anh em vậy.
còn như đa số là anh em ta về từ từ cắt ha. Mã 14 nha nè. Mã 15. Về dọc, tự dọc. 16. Cái này thần chưa hết đẹp sẵn ha. Đây về anh phá cái này ra, cái lấy cái cúc ngọn ra đây nó ra liền nè. Mã 17. Tám. Mười chín. Hai mươi. Cái này rất đẹp. Nù đã, ghê đã. Nè, đây nó hổm ngày ở đợt nó bứng bao lâu người ta? Khoảng 10 ngày hay gì ha? Khoảng 8 ngày đổ lại à? Tầm đấy đổ lại. Cây nó mạnh, hôm nay đã lú tược rồi nè. Vậy anh em mình cắt lại không sao hết nha, không ảnh hưởng gì cái đến cái cây hết, anh em mình khỏi lo. Mã 21. Cắt bỏ không vậy lú tược chứ anh em mình vô sớm cũng đâu có ngon. 22. Hai mươi ba. Cây này phá bỏ cái ngọn bự này luôn, phá ngọn bỏ ngọn bự này lại ra cây vậy nè. 24. Nụ đã hay ghê đã cái này nè, cực kỳ bộ nu luôn. 25. Hai mươi sáu. Nu sao mà nó đều quá nha. 27. Hai mươi tám. Hai mươi chín. Ba mươi. Ba mươi mốt. Cái này hoành to hơn. Ba mươi hai. Em nghĩ với cái giá này anh em mình mua về mấy cây vậy anh em mình khỏi cần cắt gì, tên anh em mình làm cái bồn anh em mình trồng nó xuống nó lên nhánh, anh em mình gây giống ra thêm cũng được, mình cứ cái gốc, còn cái gốc nái thì mình cứ trồng cho nó lớn, nó lên được mình cứ chiết thôi. Cái bài này nu rất là đẹp, anh em mình có thể là gây giống ra. 53. Đẹp ghê, cái cây này cắt gây được pin đẹp. 34. 35. 36. 37. 38. 35. Cây này về anh em mình trồng đại để nguyên về, nếu mà anh em mình kỹ ha, muốn chơi nhiều để nguyên về trồng, anh em mình chiết lấy mấy khúc mình chiết ra. Như cái cây này 2, 4, 6, 7 nhánh, em chiết lấy 7 nhánh cái đi, cắt đâu cần dài, anh em mình trồng cho nó ngon khoảng tháng hay nó lên tược thùm lum, cái này mình chiết dưới đây mình lấy chiên khúc này là mình trồng ngon rồi. Chiết thì cái tỷ lệ ra rễ nó sẽ ngon hơn. 39. 39 này chơi cây bài đẹp nè. 40. Cái dáng hay. 10. Mã cuối cùng. Mã 41. 41. Mã số cuối cùng. Cây này cắt cái tông cao đẹp nè anh em ha. Mỗi cái cây ở trong đây nó có đều có một cái nét đẹp riêng hết trơn à. Tùy theo anh em mình phái thôi, còn về hình dáng cây gốc gác nói chung là nó không có chênh lệch với nhau. Mấy quay nhanh cho anh em mình ha, đỡ mất thời gian. À, anh em mình về tự binh kìa. Nó chỉ còn có 41 cây thôi nha anh em. Ở đợt trước em có nói chia ra hai clip, ở clip trước là em đã có nói sẵn rồi ha. Cái lô này thì nó chỉ có 100 cây, ở trước thì quay là hai clip nên cái số lượng cây nó kéo lên 70 cây ha. Còn lại 30 cây, với ở đợt trước
70 cây đó bán được 59 cây ha, thì còn 11 cây thì hôm nay nó kéo ra là 41 mã đó. Anh em mình xem thích mã nào thì anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp bên nhà vườn giùm em nha. Mọi chi tiết liên quan đến clip em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều.